Xin chào, bạn đã quyết định sử dụng combo sản phẩm Yo 1 và Yo 2 để giảm cân. Và để cho liệu trình của bạn đạt được kết quả cao nhất thì Anna xin được hướng dẫn bạn một vài thông tin chi tiết phía sau đây nhé. Cái tập khách hàng mà đã sử dụng sản phẩm combo Yo 1, Yo 2 để test trong cái mẫu thì chúng tôi đã nhận được kết quả là 30% khách hàng giảm được 2kg sau 3 ngày, 50% khách hàng giảm được 1kg sau 3 ngày và chỉ có 20% một số khách hàng là giảm được cái trọng lượng tương đương với khoảng 0,5 hoặc xấp xỉ cái số như vậy. Cái trọng lượng bạn giảm được là phụ thuộc vào thể trạng của bạn và cái cân nặng hiện nay của bạn. Và bạn sẽ nhận được sản phẩm trong vòng từ 2 cho đến 3 ngày nữa. Đi kèm với sản phẩm, bạn sẽ thấy một tờ hướng dẫn. Trong tờ hướng dẫn này, bạn sẽ có được một thực đơn đầy đủ. Chúng tôi đã thiết kế thực đơn cho bạn để bạn có thể sử dụng combo sản phẩm Yo 1, Yo 2 kết hợp với các cái chế độ ăn hiện tại để giúp bạn có thể giảm cân trong liệu trình 3 ngày và 10 ngày. Tất cả sản phẩm của Yobo đều 100% đến từ thiên nhiên. Chúng tôi không sử dụng bất kể một loại chất bảo quản hoặc là chất tạo màu, tạo vị nào hết. Và bạn sẽ có hiệu quả chỉ sau 3 ngày. Hãy nhớ là chỉ sau 3 ngày bạn đã đo lường được kết quả của mình. Bạn bắt đầu đào thải được độc tố này, cặn bã này và kích thích được đốt cháy mỡ thừa. Vì vậy, hãy dành thời gian, hãy sắp xếp công việc, hãy sắp xếp lại lịch sinh hoạt để mình có thể thật sự nghiêm túc cho liệu trình 3 ngày này nhé. Anna sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình này. Và nhớ rằng là bạn luôn luôn có thể đặt mua sản phẩm với giá ưu đãi ngay từ bây giờ để có thể liên tục có sử dụng sản phẩm, bất kể là bạn chọn 3 ngày hay 10 ngày hoặc nhiều hơn như thế.